À, dám thách tôi ăn sập Big C à? Chờ đấy, tôi đây không ngán một ai. Mà nhớ, không chỉ ăn sập đâu, tôi làm luôn thử thách 100k cho nó máu. Big C dạo này đổi mới đẹp quá ta. À quên, hình như phải gọi là Go Market mới đúng, nhưng mà gọi Big C thì quen rồi. Nhiều đồ quá chưa biết ăn gì nên là quyết định sẽ lượn một vòng trước xem sao. Ok, mắt em tròn và miệng em rất tươi. Còn cái ông này thì có vẻ đam mê cái kiểu tóc che mắt của HKT rồi. Tới ông cuối thì cạn lời. Tiếp theo là chuyên mục ngó nữa, ngó mãi, nhiệt tình ngó qua đồ hàng chiên giá xong lại hăm hở lượn qua hàng bánh ngọt. Cái hàng bánh ngọt này chỉ nhìn thôi đã thấy phê rồi. Ôi giời ơi, sừng bò ơi, gà tôi, bông lan ơi, nupaketi. Đợi mình tí, mình làm bát bánh đa cho nó ấm bụng đã. Mua xong mới nhận ra đây không phải là bánh đa cua, chỉ là bánh đa thập cẩm thôi, giá 25 cành. Có chả lá lốt, mấy miếng thịt gà, mấy miếng giò xúc xích, thịt rán, cá tẩm bột chiên, hầm ba làng đủ cá. Nước dùng xương ở mức tạm được, không quá xuất sắc nhưng mà nói chung là bát to nên là ăn hơi phết. Xong rồi cái là đá ngay qua đĩa xôi gà. Dưới thêm tí sốt cho nó mặn mà tặng con tim. Một miếng xôi em lại thêm một miếng gà nữa. À đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha.